Hello, chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay thì mình xuống ao mình nè, quăng cá chê mình, bữa mình thả đấy, bữa mình cũng quay ở đây rồi. Ở đây thì có mấy anh rể mình đấy. Đây, anh rể mình chắc mọi người cũng quen anh rể này phải không? Đây, anh rể lấy chị ba của mình. Còn đây, anh rể lấy chị hai mình nhá, chị cà mình nhá. Hôm nay mình đem theo chai với lại cái màn này. Tại vì mình quăng chai này khôn lắm, cá chê này khôn lắm. Bữa mình quăng mấy lần rồi mà không dính được con nào ấy. Đây mình đem theo cái màn này mình kéo. Cá chê này bữa mình cho nó ăn thì to lắm đấy. Nhưng mà mình quán chai bữa giờ thì không dính được con nào. Cái chê này khôn lắm. Đó, không còn được con nào luôn ấy. Vì vậy mình đem theo cái màn này mình làm chiêu khác để bắt được. Không biết tí là mình kéo thì có bắt được hay không, thì tí thì kết quả như thế nào thì mọi người cùng chờ xem nhá. Đó, hồi nãy thì anh mình quăng từ nãy cũng 3-4 lần rồi chưa được con nào. Trong này thì nhiều lắm nha. Mình thả bữa cũng 5-6 ký luôn á. Ao nhỏ như thế này mà quăng chai không bắt được. Ất này. Mình hỏi mấy anh có lạnh không? Lạnh thì tiếng của mình là ớt nha. Còn cá thì can nha, cũng gần giống, thêm n, cá thành can. Cá chê thì can canh nha. Tiếng của mình là canh nhá. Kéo như này trộm cũng không dính được hay sao ấy. Nói mình thì sâu à. Nói mình thì quăng chai kia này, quăng chai như anh để em kia thì mình lặn mò trong cái hang đó, bắt được sẽ bắt được. Chắc kéo lưới kéo màn như thế này chắc không được đâu. Đó đi nhẹ quá mà. Đuối á, coi chừng đuối nước ấy. Đó, anh mình nãy ở quăng người chưa được con nào. Biết rồi mà, anh mình cũng biết rồi, bữa mình cũng đi quăng chung á. Đem theo cái chải kia, đem cho vui thôi. Không được rồi. Giống thôi bị đổ, bị bố lục lắc ồn. Đổ. Giờ mưa rồi chạy. Ô, cá rô, dính được một con cá rô. Ở bên kia dính cá rô này kìa. Dạ, đây này. Đây này. Ôi, cái gì? À là. Lắc lên đây nè. Ừ. Đấy một được một con, à, hai con rồi chứ. Ôi, sao cái màu đen vậy?
Đây, hai con khác nhau này, caro phi nha. Nè. Anh kêu như dính rồi. À, quên à, cái chép. Ui, con kia la. Hai con này bầu rồi má. Bầu rồi. Này bụng nữa nè. Hay thả đi. Tiếp thả đấy. Thả đi, có bầu mà tội chứ. Đây nó đẻ. Ôi, nhìn này trứng này. Sắp đẻ rồi. Thôi. Lê có đi vào chào hả? Ê, mơ. Lê cho tấn đá nè. Tấn đá rỡ quá. Ồ, cài cơ. Ủa, quay như thế này chắc đeo dày lắm á. Chắc mình phải tắt từng khúc mà. Nếu mà được thì mình tắt này, quay tới đó thôi nhé. Để xem mấy hai anh này có được hay không. Không được. Thôi mình tắt nha, nếu mà được con nào thì tí nữa mình quay tới đó thôi nhé. Cá chép nhỏ quá. Ui ôi, thả lại đi. Qua là gì? Đây lại cá gì? Cá rô, lại cá rô này. Lâu. Lâu không chơi. Hồi nãy hai con bên kia một con nhảy xuống rồi. Để trên bờ sát. Âu quá. Mà hạt vịt khẳng ai bỏ xuống đây mà lại đem nền mung rồi này. Vịt khẳng ai. Mà dọn ra phút bỏ lầm. Mình có nạc hạch rồi. Ê, mọi người hồi nãy thì mình về đến nhà rồi nhá. Không được con nào. Mấy con hồi nãy thôi. Hồi nãy thì dính được thêm cá chê này này. Đây này cũng siêu to rồi đấy. Mấy bữa mình cho ăn thì to hơn cái này gấp đôi nhá. Cái này dính được con này nhỏ lắm, cái này nhỏ lắm. Nãy được ba con cá rô mà con hồi nãy thì lại nhảy xuống ao rồi. Đây thì hồi trưa thì mình có bắt, mình làm, mình xây ao ở đây này, sau nhà này. Đây này để như vậy mình vớt nhá, mình vớt ra thì được 4 con này này. Giờ nắng quá đen này. Chết hồi nãy rồi. Đây này mình xây. Bữa thì mình có quay ở đây là chắc mọi người nếu mà đã xem clip của mình trước thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy. Hồi nãy thì mình mới cho ăn hồi nãy rồi, giờ chắc no rồi, nó không lên ăn rồi. Đó. Cái này mình thả cũng được 3-4 tháng rồi nha. Đây nãy giờ thì mấy anh mình nướng rồi này. Bắn. Ngon quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mọi người, hồi nãy thì nướng chín rồi đấy. Giờ anh mình đang chi biến này. Ở đây thì gồm lá é nhé. Đây hành lá này. Ớt, không là ớt đấy. Ớt tí lấy cho. Lá é này thì trong vườn rau mình nhiều lắm. Ở đây này. Đây là vườn rau mình ở đây nhé. Ui, cả to rồi. Quá ngon. Mới nha. Ui, ăn đùi nó ngon lắm. Mà béo. Dạ, nóng. Nóng, tiếng của mình là dạ. Nướng này, này. Nướng là âm nha. Nướng thịt là âm nhằm. Tiếng của mình là âm nhằm. Trứng này. Có trứng rồi chứ. Thêm lá mùi tàu nữa nè. Đây mọi người nãy nè, xong rồi nè. Đã nhìn ngon chưa? Ở đây thì có thịt bò hồi sáng mình mua. Và thịt mít. Thôi nha mọi người nha, giờ đã tối thì mình sẽ dừng clip đây thôi nha. Mọi người nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.